Hello mọi người, quên mất chưa bấm máy quay. Chúng ta đến với trận đấu ở nội dung đôi nam đồng đội giữa Đồng Nai và Bộ Công an. Cả hai đôi đều đã bị loại. Trận đấu này cũng chỉ mang tính chất thủ tục. Đây là trận đôi thứ 5. Phía gần màn hình là cặp đôi Quang và Thảo của Đồng Nai và đối thủ họ là Quốc Học và Văn Thịnh của Công an Nhân dân. Tỷ số đang là 8-4 nghiêng về phía Công an Nhân dân trong trận đấu thứ nhất. 4-3 cho Lâm Đồng. Rất quyết tâm, phong này rất quyết tâm đến từ cặp đôi của Lâm Đồng. Nếu như họ muốn bắn kết thì trận này buộc phải thắng. Cảm ơn anh Tâm Phan cũng chia sẻ. Cơ hội cuối cùng cho Lâm Đồng để vào đến vòng bán kết. Bom thủ nhất. Phòng thủ nhất cũng như Lâm Đồng đánh được đúng đều. Căng thẳng quá. Ngày mai nhá, ngày mai đánh chung kết tôi đánh nhá. Đánh lúc 12 giờ đêm. Hà Nội trận bắt cầu một lỗi đến từ Lâm Đồng. 5-4. Đây là Trần Vĩnh. Trần Vĩnh chia sẻ giúp mình nhá. Đó mai bỏ câu từ tao đến từ Trí Đức. 6-4. Rất là muốn đánh hỏng nữa đến từ cặp đôi của Lâm Đồng. Hello Thành Bùi, MC số 1 bất Lào Cai rồi. Từ ngay tắt nhạc của Thành Bùi nhá. Hello Lan Anh Vũ, Lan Anh Vũ chia sẻ giúp mình nhá. Bạn cũng đánh rất hay, bắt nhớ tốt đến được điểm mạnh. Thì anh cần đánh tập trung hơn, bớt tâm lý hơn. Thì trận đấu cũng có thể hay được. Điểm số 5-7. Rồi Bùi Đức. Đọc tổng thống nhất người Trí Đức. Nếu lúc này biết trước thì trọng tài xác nhận cầu ngoài, nhưng trọng tài chỉ xác nhận cầu trong sân cho Lâm Đồng. Ok nha, cảm ơn Lan Anh Vũ nha. Hello em Đức. 6-8, cặp đôi Trí Đức Tuấn Anh không hài lòng với quyết định vừa rồi của trọng tài. 6-8. Trọng tài điên, phản ứng hơi chậm. Lâm Đồng cử dưới này. Cuối tốt đến đội Việt Nam. Trận đôi nam trước chắc chắn mà Tuấn Đức và Hồng Nam thắng rồi anh. Cho Lâm Đồng. Đúng rồi, Tuấn Đức đôi nam hay nhất Việt Nam và Nam Mỹ luôn. Rồi, hai. Tỷ số là 8-0. Nhưng mà nếu như vậy thì Hà Nội cần khai thác điểm đó nhiều hơn. Trọng tài giải đấu này tác phong thiếu chuyên nghiệp mà chậm chạp lắm. Nói là giải này tác phong là cực kỳ thiếu chuyên nghiệp. Việt Nam đến nay cũng thấy quyết định nhưng không muốn đánh giá nữa. Bình nhiên. Ok, cảm ơn Dương cũng thích cho anh biết. Xin chào tay vợt Lê Hà Anh của đội tuyển Siêu Tra Hà Nội. Anh rất tập trung và vẫn rất hay. Thật hay. Rồi, một pha bóng trong sân nhưng mà bóng không chính xác của Trí Đức. Chín tám cho Lâm Đồng. Số 10, 18. Cầu ngoài rồi, rất đáng tiếc. Quá ok anh ạ, không thể bằng anh Hà Anh của hồi trước được. Đúng rồi, trận này nếu như Lâm Đồng thắng thì Lâm Đồng sẽ vào điểm số 19 cho cặp đôi của Lâm Đồng, cực kỳ căng thẳng. Còn nếu như trận này Lâm Đồng thua thì Bắc Ninh sẽ cùng Hà Nội tiến vào vòng bán kết. Xin chào Thùy Dương. Rồi, trọng tài giải này anh thấy bắt chán lắm. Bán kết tối nay sẽ thi đấu nha mọi người.
phản ứng chậm, hình như là chưa bắt giải chuyên nghiệp bao giờ. Rồi anh Hà Anh mà vào thì lệch luôn, anh Hà Anh mà vào thì lệch. Hello anh nhà vua. Có lẽ là cái này không có nghĩa là nó lấy 29 vì nếu như Hà Nội thắng trận này thì Bắc Ninh sẽ cùng Hà Nội vào bán kết. Còn nếu như Lâm Đồng thắng thì Lâm Đồng sẽ cùng Hà Nội vào bán kết. Cầu thủ không lưu ý cho đến cái cặp đôi Lâm Đồng 11 đến nơi Hà Nội. Cầu đang thi đấu là cầu Lai Ninh nhé bạn nhé. Quân đội và Thành phố Hồ Chí Minh vào rồi, Hà Nội cũng vào rồi. Tỷ số đối đầu đang là 2 đều. Tỷ số đối đầu giữa Hà Nội và Lâm Đồng đang là 2 đều. Đây sẽ là trận đấu đánh anh Hải Phòng giải này nói chung là yếu hơn các đội khác. Đúng rồi. Trọng tài viên mất tập trung lắm. Số là 13-11 thế nào? Set 1, Lâm Đồng đang dẫn 13-11. Ok, cảm ơn thầy Tú, Bắc Ninh đã cổ vũ cho chúng nó các bạn. Hãy cho Lâm Đồng 14-11. Đôi này cân nhau đúng rồi, đôi này cân nhau đấy. Không thể bằng trọng tài Tùng Dương được. Các mải các vận động viên đấy. 15-11 cho Lâm Đồng. Hình như là bốc thăm anh ạ. Cái thể lệ như thế nào thì em cũng không biết nữa. Đấy. Tiếp tục là thế công cho Lâm Đồng. Tuy nhiên thì pha đánh lưới vừa rồi của Đình Mạnh là cầu đi sang ngoài. Tỷ số vẫn đang xuống còn 12-15. Tại Lâm Đồng mới bước vào trận đã sung quá rồi anh Tú ạ. Thái Bình có đánh nội dung nữ như anh Trừ Phi ạ. 12-15. Tuấn Anh bắt đầu chia sẻ livestream nha. Rất là nhiều người hỏi là chúng ta chỉ trả lời những câu hỏi. Phòng thủ tốt đến từ Việt Nhân. Của anh em giúp chia sẻ thôi. Phòng thủ tốt đến từ Việt Nhân. Còn phải xem cách đánh anh ạ. Mà em thấy là cố gắng để thi đấu hết mình như này thì chắc là không ghét đâu. Một pha phòng thủ hơi lưỡng lự của Đình Mạnh. Điểm 13-16 Hà Nội. 13-16 Hà Nội vẫn đang bị dẫn. Hello Nguyễn Thắng. Không đúng rồi, ra biết là có cửa ăn mà cân nhau mà nên là phải cố gắng. Với cả đây cũng phải cố gắng rồi. 17-13 Hà Nội, Chí Đức trận này chưa phát huy được nhiều quả đấm. Hello Nguyễn Quốc Huy, Quốc Huy chia sẻ giúp mình nhá. Tiếp tục là đánh lỗi đến từ Chí Đức. Nguyễn Tuấn Vấn, cổ động viên của đội tuyển Lâm Đồng cổ vũ cực kỳ nhiệt tình. Mong rằng sẽ có một trận đấu thắng thắng cho Lâm Đồng và vừa rồi là những điểm cố cho Lâm Đồng. 13 cho Lâm Đồng. 19-13. Hello anh Hoàng Hùng. Ok, hello em Giang Hoàng Nam mới nhá. Hoàng Nam ơi, mấy ngày nay anh bận quá nên là hôm qua mới soạn hàng cho em được. Nên là hôm nay mới gửi, hơi muộn tí nha. Hôm qua nhá. Hôm qua nhá. Hôm qua nhá. Hay vui để ra Lâm Đồng. Rất hay. Khả năng là bắt tay Lâm Đồng cho dễ rồi. Chưa cho Bắc Ninh vào đánh căng hơn. Bắt cầu một tốt đến từ Tuấn Anh. Vào sau đánh cho nó ok, xin chào anh Mạnh Hùng. Anh Mạnh Hùng chia sẻ giúp em nhá. 14-20. Bắt cầu bắn đến từ Tuấn Anh. Anh họ vào rồi mà. Quyết định là do Bắc Ninh Lâm Đồng. 15-20. Cơ hội cuối cùng cho Lâm Đồng. Thêm
bàn 2 đều. Tổng tỷ số đang bàn 2 đều và đây đang là trận cuối. Quyết định xem Lâm Đồng hay Bắc Ninh là người sẽ vào bán kết. Hà Nội đúng rồi, Hà Nội thua trận này thì bất ngờ bán kết. Bởi vì đã sắp xếp rồi. Không thật tài. Đấy, Tuấn Hùng chia sẻ với mình nào. Nếu như Lâm Đồng chiến thắng ở trong trận này thì sẽ vào vòng bán kết. Còn nếu như họ thua thì rồi, đại diện cho vòng bán kết là Bắc Ninh. Cái này là phải. Nên là nếu như Lâm Đồng phải tiến vào vòng bán kết thì buộc phải thắng ở trong trận này. Chân sách thi đấu trước khi đánh không biết như nào. Đúng rồi, quyết định của trọng tài ảnh hưởng nhiều đến phong độ thi đấu của vận động viên đấy. Hiệu quả bắt sai rõ quá làm tâm lý của vận động viên bị ảnh hưởng. Đào mất trắng trước là xếp trong top 50 thế giới. Đúng rồi, Hà Nội thua mất tất cả, chưa thua đội nào cả. Không biết là mất trắng hay là đấu chéo. Mà Sơn Thắng đánh kiểu này đúng là để cho các Ninh đi vào rồi. Rồi, lôi đến rồi. Đến rồi, Công Anh. Không phải Hoàng Hải mà là Công Hải đó nhờ. Được một cơ. Trong cầu vẫn trong sân. Pha bỏ cầu không chính xác của Đình Mạnh. Hơi thiếu tập trung. Ok, xin chào Hoàng Nghĩa Trường. Hello em. Tỷ số 1 đều. Cổ động viên của họ. Tuy nhiên thì vừa rồi là một pha đánh tổng kết của Trí Đức. Căng thẳng. 7-6.
ơi. Vân Thường ơi. Nam Định không có anh ơi. Lâm Đồng sung quá, vẫn còn thủ thế tốt đấy từ Việt Cầm. Đây là set 2 nhỉ? Set 1 Lâm Đồng thắng. Đây là set 2 nhỉ? Đây là set 2 trận cuối cùng giữa cặp đấu Lâm Đồng và Hà Nội. Set 1 thì Đình Mạnh và Việt Nhân của Lâm Đồng đã chiến thắng với tỷ số 21-16. 78 Trần Hải Nguyễn. Những người Hà Nội toàn tự hỏng thôi. Còn xét đúng thực lực thì Chí Đức Vương Anh còn hơn. Tiếp tục những tình huống trên cầu. Rất đáng tiếc và đánh hỏng quá dễ dàng của Việt Nhân. Đối đội bộ biết đấy ơi. Xin chào tay vợt huyền thoại của Hải Phòng, tay vợt Bùi Quang Sơn. Có quả ve mạnh nhất Việt Nam đây. Xin chào Quân Lưu nhá. Lâm Đồng phải không như trận này mới có cửa vào bán kết được.